Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay em sẽ quay trở lại với một cái video mới về một cái tính năng mà có lẽ là rất là thiết thực hiện nay và được sử dụng nhiều. Đó là tính năng bám tải cho cái máy hòa lưới robot. Và bên em đang cung cấp cái giải pháp bám tải cho tất cả các dòng robot trên thị trường, cả robot chính hãng và cả các cái bản nội địa hoặc là các dòng S, dòng Min, dòng Mid, tất cả các dòng trên thị trường. Thì về cái nguyên lý bám tải thì ở đây em có cái sơ đồ em in ra. Thì mình thông thường cái hệ thống của mình sẽ có cái máy hòa lưới, là mặt trời đi qua hòa lưới nó sẽ đẩy lên lưới bù cho tải, để lên lưới bù tải. Nếu mà dư thì nó sẽ phát ngược lên lưới bán điện. Thì thông thường các cái hệ hòa lưới thông thường nó sẽ không có quan tâm đến cái việc mà công suất phát nhiều ít, cứ pin mặt trời ra bao nhiêu thì nó sẽ phát lên cho tải và phát lên lưới bấy nhiêu. Còn nếu như mà trong trường hợp hiện nay mà mình chưa bán được điện cho lưới, có nghĩa là mình không được phép đẩy lên lưới điện bán, thì mình sẽ phải cần cái module bám tải. Ở đây thì robot đang tích hợp sẵn cái chế độ bám tải, nhưng mà chúng ta sẽ cần phải có thêm cái phụ kiện đó là CT hoặc meter. Nhưng mà CT thì nó sẽ hỗ trợ khá là ít bản, và meter thì nó được khuyến khích bởi vì nó sẽ theo dõi và dùng được trên tất cả các cái bản của robot, bao gồm cả bản S và bản Min. Rồi các cái dòng ba pha thì sẽ có meter ba pha riêng đó. Thì cái nguyên lý về bám tải có nghĩa là khi mà cái meter nó gắn ở tổng thì nó gắn ngay tại cái vị trí giống như là cái đồng hồ hai chiều ấy, tổng nhà trước cái điểm nối ra tải và trước cái điểm nối mà vào con hòa lưới này, để nó đo xem cái lưới tải của mình đang thiếu lấy vào bao nhiêu. Thì lúc đó là nó sẽ điều tiết cho cái inverter này bù lên bằng đúng cái công suất mà tải sử dụng. Nếu như mà nó phát thấy dư ra thì cái meter nó sẽ báo về, giao tiếp báo về là đang dư, thì inverter nó sẽ hạn chế công suất để mà giảm công suất phát lại, không có phát dư ra nữa. Có nghĩa là nó sẽ phản hồi tín hiệu về giao tiếp về cái inverter này để chúng ta xem, và inverter này sẽ điều tiết cái công suất dựa vào cái thông số meter đưa lên. Đó. Do đó là mình phải sử dụng cái meter này, lưu ý là phải sử dụng đúng loại có giao tiếp với cái inverter này, con inverter này phải hỗ trợ chứ không phải là meter nào cũng được. Rồi mình phải cắm đúng cái cổng giao tiếp thì nó mới nhận được phần giao tiếp, và mình phải cài đặt trên inverter này là chế độ bám tải, là chế độ không đẩy lưới, thì khi đó là nó mới ok. Thì ở đây em đã sẽ giới thiệu về cái hệ thống bám tải cơ bản cho máy. Ở đây em đang test là cái máy 3000S. Tất cả các dòng của robot đều có chạy được bám tải nha. Ở đây là máy 3000S 1MPT. Thì nó sẽ có cái cổng bám tải dưới này. Đây. Cái cổng RS232 là 4 232 là phía trên này, 485 là phía dưới. Thì mình sẽ dùng cái cổng này nối trên 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 mình sẽ dùng cái dây giao tiếp từ cái cổng 1 này. Cổng 1 và cổng 3 của cái jack bên tay trái này, mình sẽ nối giao tiếp với cái cổng 5 và cổng 6, một nối với 6 nha, và 3 nối với 5 ở trên cái meter này. Thì meter này là cái loại meter được robot hỗ trợ nha, chính hãng thì mới sử dụng được, không phải là meter nào cũng sử dụng được để việc giao tiếp này nó nhận. Thì chúng ta sẽ cần cắm đúng cái jack này. Ở đây em hướng dẫn cái bản 3000 nét trước, thì cắm đúng jack này và đấu nối. Lưu ý là mình sẽ đấu nối cái phần meter này mình sẽ đấu nối tại ở tổng đây này, cái vị trí ở tổng này. Thì ở đây em đang có một cái phần mà tổng là điện lưới vào là đây, đi qua meter, sau đó sẽ chia chia hai đường, một đường là vào inverter, đường này vào inverter và đường này sẽ vào tải. Ở đây em chưa đóng tải đây này. Ở đây này là cái đường vào có điện lưới. Đường đây là sẽ là đường ra tải này. Lưu ý là lưới vào thì sau cái đồng hồ này thì mới chia ra tải.
sử dụng và nối hòa lưới vào đây. Nếu mà nối hòa lưới trước ở cái đồng hồ này thì nó sẽ không nhận được cái bấm tải, hoặc là nối cái tải mà trước cái đồng hồ này nó cũng không nhận được, phải nối tất cả phía sau đồng hồ. Đây, như cái đồng hồ, như cái sơ đồ này, tất cả đều phải nối phía sau một đồng hồ, bao gồm cả inverter và cái tải của mình. Đó, những cái tải nào nối sau đồng hồ thì nó mới bấm tải được. Đó. Thì sau khi mà mình đấu nối cáp giao tiếp này đúng, mình đấu nối cái đồng hồ này đúng, thì mình sẽ bật cái chế độ bấm tải lên. Thì ở đây chúng ta có thể bật ở trên màn hình. Đây, có thể gõ bật trên màn hình. Chúng ta sẽ cài gõ đến cái export, limit export. Đây, cái này thì màn hình nó hơi bất tiện một tí, tại vì đấy, này đang on này. Thì mình chúng ta sẽ bật on nó lên. Nếu như bật on nó lên thì trên cái đồng hồ này nó sẽ báo biểu tượng cái điện thoại, có nghĩa là nó đã nhận OK. Còn nếu không, để đơn giản là chúng ta sẽ cài ở trên, chúng ta sẽ cài ở trên cái server cho nó nhanh và dễ. Thì em sẽ hướng dẫn cài luôn. Cái thao tác cài cái chế độ bán tải cực kỳ nhanh. Sau khi mà cái inverter nó kết nối với cái server ấy, thì chúng ta tìm đến cái inverter đây, giả sử như đây này, và chỉ cần bấm vào set này, bấm set này, cài ở đăng ký, mục đăng ký là 202, rồi chúng ta bấm vào lưu là một, giá trị là một, hay là bật chế độ bấm tải, mã của bấm tải là 202, bấm giết một cái là nó on. Đó, thì nó sẽ bấm tải. Còn nếu mà chúng ta muốn tắt cái chế độ bấm tải đi á, thì ở mã 202 này chúng ta bấm về 0. Bấm về 0 thì nó sẽ bắt tắt bấm tải. Đây. Về 0 này. Đây là, để quay màn hình nha. Ở đây nó đang chế độ bấm tải và em đang không tải, em chưa đóng qua. Em chưa đóng tải qua thì cái công suất nó đang phát ra là khoảng 60 mấy watt này, đang đẩy lưới khoảng 3 mấy watt này. Rồi bây giờ em sẽ đóng tải qua. Đóng tải qua này. Chuyển tải qua OK. Đó, thì chúng ta sẽ thấy là tải này. Tải nó sẽ đi qua cái đồng hồ này 400 mấy chục watt và bắt đầu công suất của cái inverter nó sẽ tăng lên để nó bám tải. Tăng lên thì cái công suất mà lấy lưới vào nó giảm xuống. Đó, chúng ta thấy nó đang giảm xuống này. Công suất của inverter của pin mặt trời tăng lên. Công suất của lưới sẽ giảm xuống. Đó, nó giảm xuống và nếu mà pin mặt trời chúng ta đủ bù á thì nó sẽ về gần như là bằng không. Nó có thể dao động mười mấy hai mấy watt gì đó. Ở đây thì buổi chiều nắng nó hơi yếu rồi nên công suất pin mặt trời đang hơi thấp, đang hơi thấp. Em đang test, nhưng mà khi mà có tín hiệu đồng hồ này, có nghĩa là nó đang giao tiếp với inverter OK, và chúng ta chạy chế độ bấm tải á, thì khi mà tải của mình cao thì pin mặt trời nó sẽ tăng công suất để bù cho tải. Tải của mình giảm thì nó sẽ tự động nó giảm công suất phát của inverter để cho nó không có đẩy ra lưới. Đó, bây giờ em sẽ giảm công suất lại này, coi như em tắt cái tải đi, thì chúng ta sẽ thấy là không có tải trên cái đồng hồ này thì cái inverter nó sẽ giảm công suất. Rồi, OK đó, em tắt tải đi, thì nó đang đẩy lưới ra, đó nó sẽ giảm giảm công suất và giảm công suất đẩy lưới ngay lập tức. Đó, thì đó là chế độ bấm tải của trên cái máy 3000S này. Em đã hướng dẫn về cách cài đặt này, cách đấu nối và cách theo dõi cái việc bấm tải này. Còn các cái dòng khác thì em sẽ làm cái video sau, giới thiệu về cái việc bấm tải của cái dòng 5 kg, 6 kg bản min, rồi 10, 15 kg bản S, rồi 20 đến 30 kg bản mid, 20, 30, 40. Coi là ROWAT, tất cả cái dòng đều tích hợp cái chế độ bấm tải. Tuy nhiên là chúng ta sẽ phải cần những cái phụ kiện đi kèm, và chúng ta cần phải đấu nối đúng cũng như là cài đặt đúng thì cái việc bấm tải này mới có tác dụng và nó mới hoạt động chính xác và hiệu quả. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.